tất cả quý cô chú anh chị và các bạn thân mến. Chúc cho mọi người có một ngày mới sức khỏe dồi dào, thân tâm lúc nào cũng được an lạc. Hôm nay thời tiết hôm nay áp thấp nhiệt đới cũng như là mưa bão quý vị. Cho nên ở nhà để mà chia sẻ đến quý vị những cái điều rất là đặc biệt, rất là ý nghĩa để cho chúng ta biết để mà mình có thể nhận định cho nó đúng con đường, cũng như là mình biết qua những cái con người mình nó có bị là phần âm hay không, hay hoặc là bị vướng về bùa ngải thủy yểm hay không. Thì đó là một cái vấn đề mà rất là nhiều cô chú anh chị thường hay điện thoại cho Tiến Dũng để mà nhờ chỉ thầy này thầy kia, hay hoặc là nhờ Tiến Dũng là giải đáp giùm, tại vì nó có những cái triệu chứng của những đứa con, hay hoặc là những người chồng, hay hoặc là những người vợ mà nhờ Tiến Dũng để mà chia sẻ. Thì hôm nay Dũng sẽ làm một cái clip này để cho bà con của chúng ta xem chung, và để mình biết cái người này, người nhà của mình có thật sự là bị về vấn đề tâm linh hay là bị về vấn đề tâm thần quý vị. Tại vì rất là nhiều người ngộ nhận con cái của mình hay hoặc là chồng vợ của mình bị mắc về tâm thần, mà cứ lo kiếm là thầy bà để mà chạy chữa khắp nơi, đi tốn rất là nhiều tiền, tốn rất là nhiều tiền và tốn rất là nhiều thời gian. Thậm chí là có người đã đi khám cho con mình hay hoặc là chồng vợ mình là trong bệnh viện bảo là bị chứng tâm thần hay hoặc là rối loạn về thần kinh, nhưng mà cũng vẫn đi tìm thầy bà để mà nhờ là giải, rồi sau đó rồi tiền mất tật mang, rồi bệnh tình không thuyên giảm mà lại ngày càng trầm trọng hơn. Thì hôm nay Tiến Dũng muốn chia sẻ video này là đây rất là nhiều anh chị cứ hỏi Tiến Dũng hoài để mà nhờ. Thành ra thì Tiến Dũng thấy cái điều này mình cũng cần nên chia sẻ để cho bà con mình nhận định, để mình biết những người thân của mình thế nào gọi là tâm linh, thế nào gọi là tâm thần. Tại vì Tiến Dũng cũng đã đi quay nhiều và cũng đã cảm nhận, và thậm chí có những lần Tiến Dũng coi như là cũng có là hướng dẫn cho những cái vong linh đó để mà quy y Phật pháp đó. Thì đó là một cái điều mà hôm nay Tiến Dũng chia sẻ với bà con. Thì mình nói về vong linh hoặc là ma quỷ thì chắc có lẽ là có nhiều người cũng không đồng tình, không đồng tình về cái quan niệm này. Cũng có một số người phản bác lại, thậm chí luôn cả người tu luôn, những người tu luôn họ cũng vẫn không tin có ma quỷ linh hồn. Chẳng hạn như chúng ta thấy có một cái ông sư mà ngồi ở trong cái nghĩa địa mà ông bài bác là không có ma quỷ, không có linh hồn, tại vì ông nói ông ở trong cái nghĩa trang nhiều năm ông không thấy ma quỷ gì hết, thành ra ông không tin. Nhưng mà trong kinh thì Đức Phật cũng đã có chỉ rõ cho chúng ta biết là luôn luôn có sáu nẻo luân hồi, có nghĩa là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula và cõi thiên đường và cõi là Tây phương Cực Lạc hay hoặc là Niết Bàn. Thì chúng ta thấy trong kinh Phật cũng nói điều đó là phải có linh hồn, phải có ma, phải có quỷ. Đó thì trong sấm giảng của Đức Thầy cũng có nói: dầu tiên phàm ma quỷ súc sanh, cứ nhất tâm tín nguyện phụng hành, được cứu cánh về nơi an dưỡng, chỉ một kiếp Tây phương hồi hướng, thoát mê đồ dứt cuộc luân hồi. Đó, cho nên chúng ta thấy những người đã đi trước, và như Đức Phật, Đức Thầy thì đều cũng phải có công nhận là có ma, có quỷ và có linh hồn và có theo con đường sanh tử luân hồi. Đó, cho nên ai mà tu mà bài bác về vấn đề không có ma quỷ, không có là vong nhập thì cũng không được. Tại vì Tiến Dũng đã từng chứng kiến rất là nhiều cái ca phải nói là rất là ly kỳ. Coi như là có ma quỷ, có vong nhập đàng hoàng, nhưng mà quan trọng là cái người thầy đó có đủ cái năng lực, có đủ cái phước đức. Dạ, cúp điện ha. Rồi cúp điện quý vị ơi. Rồi chà, cúp điện chắc phải mở cửa ra. Rồi thì bây giờ cũng vẫn tiếp tục luôn ha. Đó. Rồi đang ở trong phòng mà bị cúp điện rồi. Rồi để tiếp tục chia sẻ cho bà con mình, cho câu chuyện này nó đang ly kỳ mà mình đâu có tắt được. Rồi bà con mình chờ đợi chút xíu, biết đâu nhiều khi nó có điện lại ha. Đó, thì bà con mình
đã biết qua, là Tiến Dũng đã chia sẻ là coi như là mình lúc nào cũng có là phần cõi cõi âm và cõi dương đó, âm dương đó. Rồi là qua một cái mẫu chuyện của bên thầy đó, trong có điện lại mà con ha, thì trong cái mẫu chuyện của bên thầy thì nó cũng có một cái câu chuyện như thế này, nó có một cái câu chuyện như thế này bà con. Khi mà Đức thầy còn ở Tổ Đình đó, thì có một cái người phụ nữ mang đứa con gái đến. Tại vì ngày xưa thì khi mà Đức thầy còn ở tại Tổ Đình đó, thì Đức thầy ngoài cái thuyết pháp viết giảng kinh ra, thì thầy có độ bệnh cho một số là người có cái căn lành để mà nhờ đó mà giác ngộ, rồi là chuyển cái hóa cái tâm lành để mà tu hiền theo Phật Phật pháp. Thì khi mà cái người phụ nữ đó có dẫn theo một đứa con gái, dẫn theo một đứa con gái đến để mà gặp thầy đó bà con, gặp thầy, thì thầy mới nói là ở nhà cắt gỗ xả con cái lắm phải không, là kêu người ta đến để mà là đem đi, rồi nói là gả cho người ta nữa, thì bây giờ người ta theo, người ta theo, người ta bám theo chứ có gì đâu. Đó, có nghĩa là Đức thầy nhìn để thầy biết, tức là biết cái người phụ nữ này ở nhà là hay rủa con rủa cái, cái nghĩa nói là hà bá đéo mày, hay hoặc là mày xấu gì chắc ma thương hay là quỷ ám này kia, mình rủa xả gì đó bà con, thì rất là nguy hiểm nha. Nhất hạn là các chị em phụ nữ, thì Dũng khuyên á, tại vì Đức thầy trong phim giảng nói á, những đàn bà khe khắt cháu con kể từ nay phải giữ cho tròn, không chừa ắt ắt mang tay ách đó. Tại vì á, những cái lời rủa xả, những cái lời mà nguyền rủa gì đó thì cái người âm người ta theo. Nó thầy nói á, là ở nhà kêu hà bá đéo mày, hà đá theo mày này kia, thì bây giờ người ta theo người ta làm chồng con của cô thôi có gì đâu đó. Bà con thấy rất là nguy hiểm, cho nên những cái điều mà chúng ta có con gái thì mình cũng dặn hờn gì đi nữa thì mình cũng không nên nói những cái lời cay độc gỗ xả hoặc là trù ẻo này kia, nó ngay cái giờ linh hay hoặc là ngay cái lúc đó mà có những cái vong hồn ở đó hay hoặc những cái vong linh đó, đó thì nó sẽ đeo bám theo người nhà của mình. Cho nên thì lúc đó là Đức thầy mới giải cho cái người phụ nữ đó biết là tại vì ở nhà cô là rủa xả, rồi là nói gả cho hà bá, nói xấu quá vậy hà bá cưới mày cho ai, thì thành ra là cái vong của hà bá xí xong á đi theo đó. Cho nên bà con mình thấy một cái điều đó là chúng ta thấy rất là nguy hiểm đó. Thì gần đây thì có một số rất là nhiều anh chị mình, con của mình đôi khi nó bị về vấn đề tâm thần mà mình không biết, rồi mình chạy theo thầy bà này kia, rồi đi hết chỗ này tới chỗ kia. Có một anh thầy Sớm Mơ này mới điện cho Tiến Dũng nè, hỏi là ủa sao nó chưa mát ta. Rồi rồi thì hỏi hỏi Tiến Dũng có biết vị thầy nào hay được mà nhờ ở ngoài Đắk Lắk ngoài chở vô được mà giúp. Rồi Tiến Dũng hỏi là con anh bị sao, thì anh có kể cho Tiến Dũng nghe là cháu đang đi học đại học, về vô kỳ thi mà sao dạo này nó nói xàm quá, nó nói xàm, nó nói là ba mẹ không phải là ba mẹ của nó, rồi là nó cứ trầm cảm, rồi nó coi như là ở ở trong phòng suốt vậy đó mà bỏ bê học hành không học nữa, rồi nó cứ nói xàm 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 trong miệng vậy đó, mà cha mẹ thì mình nói là không phải đó, rồi anh em cũng không biết luôn. Rồi anh mới đưa đi là bệnh viện khám, thì trong đó trong bệnh viện người ta báo là cái chứng rối loạn thần kinh, rối loạn thần kinh. Thì anh nói là anh cũng đã đi, đó là tại vì con gái mới lớn mà, thì lo hết thầy này tới thầy kia, chỗ này chỗ kia mà vẫn không hết. Thế Dũng ơi, biết bao nhiêu tiền của mà nói, rồi có người là ăn 5 triệu, 7 triệu, 10 triệu là hứa hẹn sẽ là hết luôn, nhưng mà rốt cuộc không hết rồi thì cũng không có trả tiền lại đó. Rồi lúc nào là tốn tiền của bạc nhiều nơi mà con anh vẫn không hết. Cho nên anh thấy Thế Dũng ở vùng núi, rồi là cũng quay là trước đây cũng quay thầy này thầy kia, nhưng mà Thế Dũng có biết thầy nào không, thì Tiến Dũng cũng xin trả lời là bây giờ thì Tiến Dũng không có còn quay những cái vị thầy nữa, và đồng thời là cũng thật sự mà nói, nếu như mà
con anh mà bị như vậy á, là bác sĩ đã chuẩn đoán về vấn đề thần kinh rồi, thì mình nên theo cái liệu trình của bác sĩ uống thuốc, rồi đồng thời á, là hỗ trợ về bên mặt y tế đi. Tại vì á, nếu mà thật sự mà con anh mà bị về tâm linh á, mà đi nhiều thầy như vậy, thí dụ như mình đi 10 ông thầy đi, thì 9 ông thầy giả cũng một ông thầy thiệt, chứ không lẽ giả hết. Mà có giả hết đi nữa thì mình tốn tiền rất là vô lý, đúng không bà con? Nó thí dụ như bây giờ anh nói là anh đi là có thể là gần 20 ông thầy, có người tốn 5 triệu, 3 triệu, có người tốn 10 triệu, đảm bảo luôn là sẽ hết trong vòng 1 tháng, trong vòng nửa tháng. Nhưng mà rốt cuộc rồi thì cũng vậy đó, ông nói là khi mà ông nói ông thầy đó đến thì làm được kia rồi thì nó cũng giống giống như là nó cũng đỡ đỡ là được 1 2 ngày rồi xong, mà cũng vậy, cũng chứng nào tật nấy, cũng vẫn trầm cảm, cũng vẫn nói xạm, nói nhảm. Và bây giờ là anh chị rất lo lắng đó, thì thành ra anh Dũng nói bây giờ anh đã bác sĩ đã khám vậy rồi thì đúng là vấn đề về 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 cái mặt đó là thần kinh rồi, chứ làm sao mà mình đi thầy hoài được. Phải chi mà bác sĩ trong giấy bác sĩ mà người ta khám mà người ta nói cái thần kinh bình thường, bình thường mà con anh nói như vậy á thì nó mới đúng là bị bệnh tâm linh. Còn này trong bệnh viện đã báo là rối loạn thần kinh đó. Rối loạn thần kinh là do cái nhiều khi cháu đi học cái bộ não của nó tiếp thu được bao nhiêu đó mà mình bắt nó học nhiều quá, nhiều thứ quá, nhiều thứ quá thì nó sẽ bị là rối loạn, nó học không nổi nữa. Trong giống như một cái nồi cơm chỉ nấu 1 lít thôi, mà mình đổ vô tới 1,5 lít gạo mình nấu thì nó phải tràn ra, nó phải là đổ ra ngoài nó. Cho nên mình biết cái khả năng con của mình nó học tới đâu và nó có là tiếp thu được hay không thì mình hãy ép nó học, mình cho nó học. Chứ còn bây giờ rất là nhiều cái bạn trẻ, bây giờ cái thời buổi bây giờ nhiều bạn trẻ ngồi thêm cái tình trạng này nữa bà con. Có một lần đó anh chị này có một đứa con trai, có một đứa con trai tầm khoảng 20 tuổi đi làm ở Bình Dương. Thì sau khi mà đi làm ở Bình Dương thì cháu nó bị cái chứng là giống như là anh chỉ kể là nó coi như là nó nhìn lên trời rồi kia, là nó chỉ rồi kia ha, nó chỉ chọt rồi trên trời, nó nói nó là thần thánh gì không à, nó nói nó là dương tiễn nữa, nó chỉ lên trời nó nói là dương tiễn rồi kia. Rồi là nó ra ngoài đường thì nó cầm cây nó quơ nó múa giống như là tề thiên vậy đó, chung ra là nó nói nó là ở cõi trên đó. Thì anh chị mới dẫn về núi mới gặp Tiến Dũng. Thì Tiến Dũng hỏi kỹ hết rồi, thì sau đó Tiến Dũng mới hỏi thêm một câu nữa là anh chị có theo dõi con mình đó, là nó có theo bạn bè xấu để mà chơi những cái quá chất như là đập đá hay hoặc là ma túy vậy không? Thì anh chị mới khai, anh chị nói là có, nó có theo bạn nó chơi đập đá Tiến Dũng ơi, có. Nhưng mà anh chị đã đem nó về đây á, là cũng là hơn 2 tháng nay rồi, là nó đã không chơi nữa, là nó không có chơi. Nhưng mà trước kia thì nó có, nó trước kia thì nó có. Thì Tiến Dũng mới nhận định nó không phải riêng một mình anh chị mà rất là nhiều người khác khi Tiến Dũng tiếp xúc và đã biết được các bạn trẻ bây giờ hay bị vô vấn đề đó thì nó sẽ bị hại não, hại não thành ra ảo giác. Chứ con chị không có bị dông nhập hay hoặc là bị cái vấn đề mà thần kinh nó bị vấn đề dông nhập hay hoặc là nó là thần thánh gì hết á, mà là do là cái em này chơi đá lại sanh ra ảo giác rồi nghĩ mình là tiên là Phật thánh thần gì đó, rồi xưng này xưng nọ đó. Cho nên đó cũng là một cái điều mà người nhà chúng ta cần phải biết để mà mình điều trị cho nó đúng. Chứ còn con mình nó đang bị ảo giác, nó đang bị hại về não thần kinh mà mình cứ đưa đi tìm thầy 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 bà thầy đó, thì đương nhiên đến những người thầy thì họ phải nói cho nó có để mà họ có việc làm, có việc làm rồi thì mới có tiền. Chứ nếu mà đem lại mà con anh chị thôi bị thần kinh là thôi về đi thì đâu có được cái cúng kiến gì đâu, đúng không?
thì người ta phải nói là bị dông nhập, bị ông bà quở, hay hoặc là bị là dông này dông kia theo ha, rồi cái đám quỷ gì đó đi đường này kia nó nhập vô, hoặc đi xe ban đêm thì chỗ vắng này kia đó, thì nó nhập vô đó. Luôn mình phải luôn luôn chú ý vấn đề đó, để mình thứ nhất là không bị mắc bẫy, không bị những cái người thầy không có lương tâm người ta nói những điều quyển quặc để mà trục lợi đó. Cho nên bà con mình phải cẩn thận với đề này. Thì khi mà chúng ta đã có một cái người con, người cháu mà nó có những cái chứng rối loạn, những cái chứng gì thần kinh không ổn định, thì bà con mình phải nhận định rõ ràng coi coi cháu nó có bị là học có bị nhiều quá không, nó có giải nó có vui chơi giải trí nhiều không, hay nhiều khi chú tâm vô học hành nhiều quá, mình không cho con mình là giải trí vui chơi lành mạnh mà mình cứ bắt học có là xuyên suốt hết giờ này tới giờ kia giờ nọ, học nhiều quá thì nó dồn vô não nó chứa không hết, thì nó bị rối loạn thần kinh, rối loạn vấn đề mà tâm thần, nó sanh ra nói nhảm, nói xàm, hay hoặc là nói những cái điều quyển quặc. Nó rồi là coi cái con mình nó có theo bạn bè, bởi tại vì thời buổi giờ rất là dễ, thời buổi văn minh vật chất, nhất là các anh chị mà cho con đi học xa đó, mình không có quản lý được gần, thì nó lỡ như ví dụ như nó mà đi theo những bạn bè tốt thì mình rất là may mắn, còn chẳng may tập tụ theo hoặc là đi theo những bạn bè không tốt rồi nó nhiễm vô, ví dụ như lần đầu tiên thì chơi thử cho biết, chơi thử cho biết, bạn bè nó rủ thôi bây giờ mày chơi lần thôi mày nghỉ, nhưng mà khi đã chơi được một lần rồi thì nó sẽ có cái cảm giác gì đó nó lăn lăn nó khác khác, hay hoặc là đến khi mà buồn người yêu hay hoặc là buồn gì đó bắt đầu nó tìm đến cái đó cái nữa, rồi nó từ từ nó sẽ bị hại não, bị phá cái hệ thống thần kinh nó. Cho nên là con mình phải khảo sát kỹ lại, nhất là các bạn trẻ mà bị vấn đề gần đây rất là nhiều người điện cho Tiến Dũng là báo là bị gì gì gì, thì Tiến Dũng phân tích rồi là để mà mình biết cái cách coi con mình nó có thật sự là bị tâm linh tâm thần hay không. Thì nãy giờ Dũng muốn chia sẻ với bà con mình là để mà mình khảo sát lại xem kỹ coi con mình có bị tâm linh hay là tâm thần. Rồi ngoài ra vấn đề mà vong vong nhập, rồi có nhiều anh chị điện thoại hỏi Tiến Dũng là con tôi nó coi như là nó ra đường là nó hay cười, hay hoặc là ở nhà nó hay là cáu, giống như là nó nổi cáu nổi sân, rồi nó nóng nảy trong người, nó tánh tình nó thay đổi kỳ cục lắm, tánh tình thay đổi kỳ cục lắm, bây giờ nó không còn nghe lời cha mẹ nữa, cha mẹ nói gì nó cũng nạt ngang, rồi thậm chí là nó đóng cửa phòng lại nó trầm ngâm trong đó mà không bỏ ăn bỏ uống luôn đó. Cho nên là rất là lo lắng, rồi là đưa đi gặp thầy bà thì nó không chịu đi, đưa đi khám bác sĩ thì cũng không chịu đi, nó gọi là cái chứng đó thì cái chứng gì đó. Thì bây giờ mình cũng phải điều tra lại xem coi cháu nó có buồn phiền gia đình gì hay không, nhiều khi cha mẹ có làm một cái vấn đề gì để cho con nó buồn nó mới sanh ra cái chứng bệnh đó, hay hoặc là nó có thất tình, cái này mới quan trọng đó nè, có thất tình nó quan trọng nha, tại vì nam nữ bây giờ nó yêu không được nó cũng thất tình. À, nó yêu người đó mà mình không chịu gả thì cũng thất tình. À, cho nên là thì thành ra là Dũng hỏi kỹ lại thì anh chị nói có em ơi, nó có quen với một cái người bạn trai đó mà anh chị thấy không được, anh chị không có gả, rồi nó vậy đó, cho nên anh chị nghi nó là cái chắc cái dòng nam nào đó, cái dòng nam nào đó theo ám nó, ám nó có đóng cửa phòng hoài mà nó có nói nhảm, nó xàm hoài, nó nói một mình đó. Đó. Đó bây giờ là anh chị nghi cái dòng nam nó theo ám nó. Nó thành ra bà con mình thấy đây là do cháu nó bị thất tình chứ không phải là dòng nam như gì chăng, tại vì nó yêu cái người đó mà bây giờ mình không gả thì đâm con nó suy nghĩ nó phải tìm cái cách nào để nó gặp người đó, mà anh chị cản hoài thì nó đương nhiên là nó gặp anh chị là nó ghét, nó không chịu, rồi nó cười với anh chị, nó săn lên rồi nó đóng cửa lại, nó không thèm tiếp xúc ai, nó bỏ ăn bỏ bỏ uống. Bây giờ anh chị làm sao mà cho nó có chồng, làm sao mà cho nó có được cái người yêu nào mà thật sự đó, phải giải quyết liền chứ để lâu gì là nguy hiểm. Chứ còn vấn đề này thì tôi nghĩ là chắc không có dông gì theo chứ, mà cái dông này là cái dông thất tình, cái dông thất tình
Nó có những cái trường hợp như thế nữa đó. Khi mà các bạn trẻ về, ví dụ như bây giờ ngày xưa thì ông bà mình đặt đông hồi đó, đặt đông hồi đó, cái thời mà của ông nội bà nội Tiến Dũng thì, hoặc là ba mẹ Tiến Dũng cũng vẫn còn, cái trở về mà cỡ 50 60 năm về trước thì cha mẹ đặt đâu là con phải ngồi đó. Có nghĩa là hai người lớn chỉ cần quen biết nhau thôi, rồi kết là nghĩa thông gia, nói, tôi với anh làm xui, nghĩa là bắt đầu là đem chầu cao tới là phải 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 cưới gả chứ không có cãi lời cha mẹ được. Cái đó là ngày xưa ông bà đặt đâu là cha mẹ ngồi đó, ý ông bà đặt đâu là con cái ngồi đó. Đó, còn bây giờ thì Đức Thầy cũng có nói rồi, Đức Thầy nói bây giờ cái thời buổi bây giờ nó khác với ngày xưa. Đó, cái thời buổi bây giờ á, là gái trai đến tuổi đôi mươi chẳng kiêng cha mẹ nói cười lả lê, hay hoặc là tự do trai gái kết tình với lo trau sữa cho mình đẹp tươi. Gái trai đến tuổi đôi mươi chẳng kiêng cha mẹ nói cười lả lê đó. Thì bà con thấy cái câu đó Đức Thầy đã tiên tri cách đây là 80 mấy năm rồi, nhưng mà bây giờ nó có thật hết đó. Tự do trai gái kết tình với lo trau sữa cho mình đẹp tươi, rồi gái trai đến tuổi đôi mươi chẳng kiêng cha mẹ nói cười lả lê, gặp ai đối gắt khinh chê đó. Thì bà con mà thấy thời buổi bây giờ mình không có thể nào mà mình gắn cho con mình là thương người này thương người kia được, mà nó phải tự tìm hiểu, nó phải tự là yêu đương, là mình chỉ là cái người mà đến cuối cùng là chỉ là lo chầu cao thôi, chứ còn bây giờ là mình không có mang chầu cao mà đi cưới giống như ngày xưa mà mình đặt đâu con rồi đó. Thì vấn đề đó thì bà con mình cũng xem xét lại để xem cơ con mình nó có dướng vô vấn đề tình cảm thì đôi khi nó cũng bị rối loạn cái thần kinh đó. Cho nên thí dụ khuyên anh chị thôi, bây giờ là gán làm sao mình thấy nếu mà bên kia người ta được được gì đó, nếu ví dụ như có 10 cái lỗi thì cũng phải có 2 3 cái điều tốt chứ không lẽ xấu hết. Thì nếu mà anh chị mà gả cho người đó là tự nhiên là nó hết bệnh à, chứ không có cái bệnh tà ma dông nhập gì chứ đó. Để thành ra là suy xét lại vấn đề đó. À, rồi thêm một điều nữa là thí dụ như bây giờ mình muốn biết con mình nó có bị dông nhập hay không, thì đây là một điều rất là quan trọng, chúng ta cần phải mổ xẻ để mà mình cho nó chính đáng, rồi mình hãy đi tìm thầy này thầy kia đó. Mà tìm thầy thì phải mình phải như thế nào. Rồi thì bây giờ những cái mà mình nhận định biết cái người đó có dông nhập là chẳng hạn như bây giờ con cái hoặc người thân của mình trong nhà đi, chẳng hạn như Tiến Dũng đi, đang bình thường, vẫn biết cha biết mẹ biết anh biết em, vẫn làm việc bình thường, nhưng mà tự nhiên vào cái giờ âm, tức là sau 6 giờ chiều dông dông mà nó vô nhập á, tại vì cái giờ dương á thì ma quỷ nó ít có lộng hành, chỉ có cái giờ âm nha. Và con mình lưu ý nha, những người mà có dông nhập á là cái giờ âm là buổi chiều đó, từ mà 5 giờ rưỡi 6 giờ chiều trở đi đến tối á, là thứ nhất bàn chân bàn tay rất là lạnh, thứ hai là cái dông đó nó phải nhập vô cái thân, người đó rồi nó sẽ ứng khẩu ra. Mình có thể mình hỏi luôn cái người đó luôn, mình hỏi luôn cái phần dông đó luôn, là tự động cái dông nó sẽ nhập vô, nó sưng, nó sẽ nói cái dông này chết ở đâu, hay hoặc là chết bao lâu rồi tên gì nó, mình hỏi luôn, mình gọi là mình khai khẩu phần dông đó luôn. Nó nói nó chết ở đó đó, lúc bao nhiêu tuổi, bị bệnh gì chết, rồi lý do sao mà theo cái phần xác này, nó cũng nói luôn. Mà con mà thấy trước đây Tiến Dũng đã có rất là nhiều cái video mà Tiến Dũng đã trực tiếp nói chuyện với những cái phần âm, và đồng thời cũng có khuyên đó là quy y Phật pháp để mà tu đó. Thì những cái phần âm đó nó phải biết bao nhiêu tuổi và chết ở đâu, và nó sẽ nói rõ ràng để mà mình biết. Rồi xong khui khi mà nó xuất ra rồi á thì người đã trở lại bình thường, vẫn biết công việc, thì đó mới gọi là dông. Còn này á là mình chỉ nghi ngờ thôi, mình chỉ nghi ngờ là con mình á là trong bụng nó nóng, hay hoặc là nó lúc nào nó cũng lạnh, rồi là nó hay nói nhẩm trong miệng, rồi cặp mắt thì nó lao liếc nó không có biết cha biết mẹ gì nữa hết. Thì cái này á, là đâu phải là dông nhập, tại vì dông nhập á
là mình phải biết, mình phải bình thường, lâu lâu nó nhập lần chứ phải dông nào nhập hoài. Tại vì trong thân xác mình là nó có một cái chủ nhân âm, mà có một cái linh hồn, đâu có nếu mà cái dông mà nó nhập vô hoài thì còn gì nữa mà mình. Cho nên đó, khi mà một người mà bị dông nhập thì quý vị phải chú ý những cái điều đó, là nó sẽ vô và nó sẽ nói tôi tên gì, ở đâu, có khi là cái phần của ông bà hay hoặc là của con cháu hay hoặc là của người thân của mình đi theo, lâu lâu người ta mới tá vô một lần chứ không phải là tá hoài đó. Nhất là những cái khi mà cái phần xác của cái người đó đó là những lúc mà yếu yếu, hay hoặc là nó có những khi trong thân tộc của mình, ông bà mình đó, người ta muốn chuyển cho con cháu người ta theo theo cái phần của con cháu người ta để mà ủng hộ cái xác này để cho nó là biết tu hiền, hoặc là biết làm lành lánh dữ, thì để theo độ cái phần xác đó cũng có, cũng có cái phần đó. Rồi mình không biết, mình đem lại những gặp thầy, những gặp gặp bà xong xuôi họ có được những cái món nghề của họ, có những cái bùa ngải gì đó, bắt đầu họ tại sao bà mình theo độ cho con cháu mà mình không để cho độ, mà mình theo mình phải kêu người ta bắt đó, đó. Rồi thành ra là chúng ta phải nhận định kỹ về vấn đề đó, cho nên là không có bị dông gì hết mà mình cứ đi tìm thầy tìm bà hoài thì nó rất là mất thời gian mà lại tốn tiền đó. Rồi thêm một điều nữa là khi mà chúng ta đến gặp những người thầy thì nếu như mà người thầy mà thật sự mà giúp đời cứu đời đó thì người ta không ra giá, người ta không ra giá, mà còn đặc biệt những cái điều đó, những người thầy mà thật sự mà giúp đời cứu đời, người ta không có đòi tiền, không có đòi hỏi, mà phải tự mình, ví dụ như là mình mua bông hoa trái cây hoặc là mình muốn cúng tổ bao nhiêu đó là tùy tâm đó. Cái thầy đó bây giờ bất luận người nào không dùng của thế sắc màu cũng không, nói cho bổn đạo rõ lòng ấy là chân chánh mà hồng danh gian. Mình gặp những người thầy mà ra giá ra tiền thì đa số là thầy dởm, và đồng thời làm chẳng được việc gì hết, đảm bảo bà con luôn. Còn những người thầy nào mà người ta không nghĩ tới tiền bạc, không nghĩ tới là danh lợi, thì những người đó người ta làm được gì? Tại vì bề trên mà khi mà người ta mà độ cho một cái phần xác mà để mà làm thầy đó thì người ta cũng phải lựa kỹ lắm. Ta lựa cái người này giữ giới chặt chẽ nè, không sát sanh, đạo tặc, tà dâm, ẩm thủ, vọng ngữ, ít nhất cũng phải 5 giới, và người này không bị nhiễm danh lợi tình, thì bề trên người ta mới theo ta độ để mà mượn cái xác, mượn cái tay người này để mà giúp cho là cứu nhân độ thế. Chứ còn người này nhậu nhẹt gái gúng hay hoặc là đòi tiền của bá gia bá tánh để mà làm thì bề trên làm sao mà người ta độ được cho cái người này, tại vì là không có giúp đời mà làm sao mà độ đó. Thì chỉ có ma quỷ theo độ thôi, mà ma quỷ thì thường thì nó xưng rất là lớn, ma quỷ nó xưng rất là lớn, nó mượn mượn cái khẩu để mà xưng lớn thì người ta mới sợ, người ta mới theo, người ta mới tin đó. Cho nên bà con mình chú ý khi mà mình đến gặp những cái người thầy thì mình phải xem từ cái cử chỉ hành động của người đó như thế nào. Thứ nhất mà ra giá ra tiền là chạy thua đó, rồi cái người đó có cái đức độ và có giới luật trang nghiêm hay không thì mình mới nhận định, mình biết được cái người thầy đó là thật sự là một vị có thể làm lợi lạc lợi ích cho là bá gia bá tánh. Chứ còn mà cái người đó mà ăn nhậu gái gúm đòi tiền của này kia cứ vẽ duyên ra, là ví dụ như bây giờ đến chị rồi đưa một số bùa ngải gì đó về uống hết rồi thì bắt đầu mình muốn xin thêm thì phải đưa tiền thêm nữa, thì mình cũng nên tránh vấn đề đó để mình không phải tiền mất tật mang đó. Rồi thì hôm nay Dũng chia sẻ cho bà con mình biết qua những cái câu chuyện để chúng ta nhận định cho nó rõ ràng. Tại vì rất là nhiều anh chị mình có con cái hoặc là những người thân, chồng vợ mà có những cái triệu chứng mà không phải như lại vong nhập, không phải như là bị
À, rồi thêm một cái này nữa để chúng ta biết cái người đó có vong hay không. Thì theo như cái kinh nghiệm của Tiến Dũng đi nhiều thì cũng thấy cũng biết. À, mình có thể kêu cái người đó, kêu cái người bệnh đó, nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại, thí dụ như mình bình thường thì mình cái thằng của mình á nó nhắm mắt lại thì nó sẽ định lại thì nó sẽ không có hai cái mí này nè. Con chú ý hai mí mắt ha. Mình nhắm mắt lại, hai cái mí mình nó không có giật 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 giật. Đúng không? Mình bình thường là mình không có bị dông gì hết, không có gì hết. Còn nếu như mà mình thấy cái người bệnh đó, mình kêu họ nhắm mắt lại mà hai cái mí mắt của họ bị nó cứ giật 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 như như giật 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 giật. Và đồng thời nó nhắm mắt không được lâu, mình kêu nhắm mắt lại ít nhất cũng phải từ là 1 2 phút đi. Là mình nhìn cái mí mắt của họ. Cái người mà có cái dông theo á thì cái mí mắt của họ lúc nào nó cũng trên này nè. Tuy là nhắm mắt nhưng mà cái thằng của họ không có định được, không có yên. Tức là có giật 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 mí mắt nè. Giật giật mí mắt rồi đồng thời họ 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 hí hí nè. Họ không có nhắm mắt lại được. Đó. Dạ cảm ơn chị Đéo Khôn. Dạ. Đó thì coi như là đó là một cái nhận định để mà mình biết coi cái phần đó có dông hay không, là cái thứ nhất là cái nhắm mắt. Thứ hai là cái dông vô thì phải vô trong thân á thì mình phải khai khẩu cái dông đó, mình hỏi cái dông đó là ở đâu, chết thì sao. Kể coi có đúng hay không. Có đúng hay không thì mới thật sự là dông. Tên tuổi ông bà đó cũng như ngày xưa vậy. À, cách đây khoảng lúc đó Tiến Dũng chừng cỡ 10 17 tuổi. Cũng lâu rồi, mấy chục năm rồi đó. Thì chính là ông anh của Tiến Dũng nè, là ông anh bạn dì ruột con của cô hai. Coi như ông này á bình thường không nhậu nhẹt thì rất là hiền, rất là ngoan. Mà ông nhậu ít thì không sao, mà đến khi mà ông nhậu nhiều vô rồi ông xỉn rồi á là ông kêu ba ruột ổng á bằng thằng không à, kêu mày không à, mày là em của tao nghe mày, mày đừng có la tao nghe, mày là em của tao. Tại vì khi ông nhậu á thì ông dựng hai á là la ổng kêu ông đừng có nhậu, với kiểu là nói chung là ba mà thì có cái quyền cũng la, thì trong đó cũng có chửi nữa. Nói, mày là em của tao nghe, mày đừng có chửi tao nghe mày. Tao là Nguyễn Văn Cò nè, mày là Nguyễn Văn Chim phải không, tao là anh ruột của mày nghe mày. Chỉ vô mặt của ông Dượng Hai Tiến Dũng á, chỉ thẳng luôn, tao là Nguyễn Văn Cò, mày là Nguyễn Văn Chim phải không, tao là anh ruột của mày nè. Tao chết hồi lúc mà thời chiến tranh đó mà con, nó ông kể rõ ràng luôn, tao chết bị đạn pháo làm sao ha. Rồi á bây giờ á là tao theo cái thằng 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 con của mày, tao theo thằng con của mày để tao độ cho nó, tại vì thằng này nó hiền, nó tao theo tao độ cho nó, nhưng mà nó xỉn rồi thì tao không có vô được, còn bình thường tao không vô, tại vì khi mà yếu mà con, thì khi mà cái xác yếu á không biết gì á là ông mới vô. Tại vì ông giống bức xúc là cái ông ba này là chửi cái thằng 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 cháu ổng, rồi ông ra mặt ông binh thôi, ông ra mặt ông binh. Thì lúc đó ông Dượng Hai của mình á là ông không tin, tại vì ổng là bộ đội thì ổng đâu có tin mấy vụ đó. Ông đánh ông miễn ông này mà chửi mà cự ra là ông đánh. Đánh xong xuôi rồi bắt đầu là mới mà ông mạnh lắm mà con, lúc mà đó là 4 5 người mà cản trong mà Nguyễn Văn Cò mà vô cái xác của ông anh Dũng đó. Rất là mạnh, bốn ba bốn người chịu là không được luôn. Ông chạy lại là muốn muốn đánh với ông Dượng Hai, muốn đánh lộn luôn. Thì mới can mới khuyên, bắt đầu ông mới bức xúc và ông mới nói tao là Nguyễn Văn Cò vậy đó. Thì lúc đó là ông Dượng Hai mình ông mới giật mình lên liền. Ông nói trời, sao mà nó biết đó là anh của mình mà chết từ lúc chiến tranh, chết từ lúc chiến tranh giờ kể rõ là chôn ở đâu luôn, mồ mả tao làm sao sao nằm ở sau hè ở chỗ nào rồi là chỉ rõ ràng luôn. Rồi mới hỏi là lúc đó là người nhà của ông Dượng Hai đó, ông Dượng Hai hỏi bây giờ ông nói ông là Nguyễn Văn Cọ, bây giờ ông biết ba mẹ ông tên gì không, ông nói luôn, nói tên ba mẹ, nói tên anh em bao nhiêu người, nói rõ hết luôn, nói rõ hết luôn bà con. Thì lúc đó ông Dượng Hai ông mới tin, ông mới tin là anh của mình đã nhập vô cái xác của con mình đó. Thì á xong xuôi rồi á thì mới hỏi ông bây giờ ông làm sao mà để mà ông không có theo cái thằng
à, thằng Hồng con tôi nữa, chứ bây giờ ông theo nó hoài gì, không lẽ bây giờ nhậu vô mỗi lần nhậu tôi ông đánh lộn nhau sao? Không lẽ bây giờ anh em cự cãi hoài? Thì bây giờ ông thôi, ông cũng gắng là độ cho con cháu rồi thôi. À, bữa nay tôi biết ông rồi, thì bây giờ tôi làm sao mà để mà cho nó ông đừng có theo là nhập vô xác của cháu nữa, khổ lắm, bây giờ ông đi đầu thai đi. Đó, thì ông nói thôi bây giờ mày biết xin lỗi gì thì cũng tốt, nhưng mà tao nói mày biết, mày tánh mày ngang lắm, mày không có nấu cơm, mày không có ăn nấu cơm, mày ăn không xui rồi mày ăn một mình, mày không có nguyện vái ông bà tổ tiên gì về ăn hết trơn, về đổ hết trơn, thậm chí tao luôn mày cũng quên luôn. nhắc nhở ông Dượng hai. Rồi lúc đó Dượng hai với cô hai thì kêu mới xin lỗi, mới xin lỗi nó thôi bây giờ mai mốt á tôi nấu cơm tôi nguyện vái ông về đổ với con cháu nha, ông tha cho nó đi, với tha cho là ông Nguyễn Chim này đi, con của em của ông ha. Đó, năn nỉ ông, vuốt ông, hồi ông xuống mà phần cái phần âm nó xuống xuống rồi, thì khi mà xức ra rồi một cái ha, là ông anh kia ông ngã ra một cái bạch, ngã ra một cái bạch chứ không phải là xích ra nhẹ nhàng bình thường đâu. Rồi xong xuôi rồi thì ông kia ông tỉnh ra rồi là ông không có biết mẹ gì chăng, ông không biết gì, hỏi nãy giờ mày đánh ba mày đó, mày mày có hay không, đánh vào đánh tôi biết gì đâu đánh, nãy giờ mày chửi ba mày quá trời, mày đánh ba quá trời, hỏi ông không biết gì chăng. Đó, thì từ đó tới sau đó là gia đình của Dượng hai mỗi khi mà nấu cơm lên thì cũng nguyện vái tổ tiên ông bà, những người quá giảng người thân đó về đổ cơm với con cháu, chỉ mình chỉ cần vái cái như vậy thôi, chứ thật ra ông bà mình không phải là về mà ngồi ăn, tại vì khi mà trong cái sấm giảng của Đức Thầy tôn chỉ đạo thì thầy cũng có nói là khi mà mình độ mình ăn cơm đó thì mình cũng nguyện vái của quyền thái tổ ông bà, những người quá giảng về độ độ cơm với con cháu, đó là để mình tỏ cái lòng kính trọng và hiếu thảo thôi, chứ ông bà mình mắc rồi đôi khi có những người đó đã đi đầu thai rồi, đã đi đầu thai rồi, hay hoặc là những người làm tội nhiều thì bị đọa dưới địa ngục thì đâu có thể nào mà bay về mà ăn được, thành ra là mình chỉ nguyện vái là để chi, để mình có một cái tấm lòng tưởng nhớ và tỏ tấm lòng hiếu thảo thôi, chứ không phải cha mẹ mình về ngồi ăn với mình. Đó, thì sau khi mà Dượng hai đã buổi sáng là qua ngày hôm sau rồi con, thì Dượng hai nấu một cái mâm cơm, nấu một cơm cũng cúng ông bà tổ tiên này kia cũng nguyện vái gì đó, thì từ đó tới sau là ông anh của mình không còn nhập vô nhập ra nữa, không còn nhập vô nhập ra nữa, tại vì có một lần đó thôi là ông bức xúc về vấn đề là ông Dượng hai mình đó là la cái ông anh đó là nhậu nhẹt này kia hoài đó, thì đánh này kia, thì ông giống như là ông ra mặt để ông binh cháo ông, tại vì ông thương cái ông anh năm đó đó, cho nên là ông theo để mà ông độ, rồi là ông ra mặt để ông cự lại với ông kia một cái thôi, ông báo sẵn đó, ông báo cho gia đình biết là ông này ông Dượng hai là không có nấu cơm hay hoặc là thắp nhang cúng của quyền, nói ông hai Dượng hai này rất là ngang, nó thành ra để cho chấn chỉnh lại cho con cháu biết sửa đổi để tưởng nhớ ông bà, thì có một lần đó thôi đó, cho nên là khi mà bà con mình chú ý những cái phần mà dông vô thì nó phải có những cái điều như vậy mới gọi là dông, chứ còn đằng này mà chỉ nói xàm xàm nhảm nhảm hay hoặc là nóng trong bụng hay lạnh chân hay hoặc là nói xàm nói nhảm đi ngoài đường lông nhông thì cái đó là bị về vấn đề thần kinh tâm thần chứ không phải là tâm linh, mình có đi chạy chữa biết bao nhiêu ông thầy biết bao nhiêu tiền đi nữa cũng vẫn không hết, cũng vẫn không hết đó, cho nên là rất là đặc biệt vấn đề đó, bà con mình phải chú ý để mà mình nhận định cho rõ ràng cái người thân của mình bị tâm linh hay là tâm thần để mình đi cho nó đúng đường đúng hướng, còn mà tâm linh thì mình phải lựa những người thầy, nãy giờ như Dũng đã nói đó, những người thầy phải có tâm, phải có đức, phải có đạo hạnh thì mới nói những phần dông đó mới nghe, mà đa số những cái người mà người ta mà nói những phần dông nghe đó thì cái người này phải có đức có độ và phải có đạo hạnh và phải có đạo lực, là đa số là người ta không có dùng những cái bùa ngải hoặc là trấn yểm mà người ta dùng những cái lời Phật pháp để giống như là khuyên những cái dông đó hướng về Phật pháp để mà tu giải thoát mới buông bỏ được cái xác đó, chứ còn mà theo đeo bám hoài thì nó không có ích lợi gì nó, thì bà con mà thấy trước đây thì cũng có rất là nhiều lần mà Tiến Dũng đã nói chuyện trực tiếp với những cái phần âm đó rồi khuyên họ quay đầu Phật pháp rồi đọc bài quy y để cho họ nương theo Phật pháp mà họ tu, thì người ta rất là nghe lời, còn khi mà dùng những cái vũ lực này kia đó thì nó sẽ trong lúc đó nhất thời thôi, nhất thời khi mà gặp ông thầy đó thì nó sợ, tại vì giống như là cái người mạnh hiếp người yếu vậy đó,
thì khi mà nó gặp, nó sợ lúc đó thôi, khi mà cái phần xác này trở về nhà rồi thì nó vẫn đeo bám, nó vẫn phá, mà nó phá dữ hơn nữa. Tại vì mày đem tới, mày đem cái xác này đi gặp người đó, dùng cái bùa phép để mà đánh tao, thì nó quán hẳn lên thêm, nó còn phá dữ hơn nữa, nó phá dữ phần xác hơn nữa đó. Cho nên chúng ta khi mà mình đã bị, chẳng may người thân của mình mà bị mắc những cái phần gì đó đó, thì sẵn đây Dũng có chia sẻ luôn để cho bà con mình có thể tìm một cái phương pháp nào mà để mà mình hóa giải, tự mình hóa giải cho bản thân mình, tự mình hóa giải cho bản thân mình để mà mình đó là giải được cái nghiệp đó. Tại vì cái nghiệp thì chính mình tạo thì mình phải tự tháo gỡ, chứ không thể nào mình dùng một cái quyền lực nào của người khác, hay hoặc là dùng một cái phép linh hay là bùa ngải gì của người khác mà để trấn áp mà mình dứt nghiệp được. Nếu như mà dùng bùa ngải trấn áp mà dứt nghiệp được thì Đức Phật, Đức Thầy, Đức Chúa, các vị tối cao, người ta không để cho chúng sanh phải đau khổ, mà phải để cho chúng sanh tự trả nghiệp, tự trả nghiệp của mình. Tại vì mình tạo thì mình phải, giống như là mình ăn no thì mình mới biết ngon, và mình đói thì mình mới biết là mình đang cần gì đó. Cho nên khi mà chúng ta chẳng may, cái này ví dụ nói chẳng may mình có một cái phần âm nó cứ theo hoài, ngủ cũng thấy, hay hoặc là nó cứ đeo bám mình hoài, là mình chắc ăn là mình biết mình bị phần âm đó nha. Thì có một cái cách mà hóa giải rất là đặc biệt mà sẵn đây Tiến Dũng chia sẻ luôn để cho bà con mình biết qua. Tại vì trước đây Tiến Dũng cũng đi quay nhiều, và đồng thời cũng có những cái phần đi theo cũng có. Chắc có lẽ là họ thấy mình hợp duyên, hay hoặc là họ thấy mình có một cái gì đó thì họ có thể là họ nương theo để mà họ tu. Tại vì có một lần đó Tiến Dũng phía sau lưng mình tự nhiên nó cứ rợn 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 phía sau lưng, và nó lạnh lạnh vào cái buổi chiều. Thì buổi tối đó đó, vì buổi tối đó thì Tiến Dũng ngủ, ngủ thì mình thấy một cái điềm chim bao, một cái điềm chim bao mình không thấy mặt, nhưng mà mình chỉ nghe cái giọng nói thôi, mình nghe giọng nói thôi, nói bây giờ nó đang yếu rồi đó, bây giờ tụi bay vô đi đè nó đi. Mình nghe bên lỗ tai mình như vậy đó, thì vừa nghe cái giọng nói vậy thôi là tự nhiên mình cảm thấy có hai ba phần, nói chung đè mà. Nó đè mình, nó đè mình mà mình không thấy mặt, mình đè mình không thấy mặt gì hết, mà mình giãy thì nó càng giãy nó càng cứng. Khi mà mình nghe cái giọng nói bên lỗ tai mình ấy, bây giờ nó đang yếu rồi đó, vô đè đi, thì tự nhiên đâu có hai ba phần nó vô đè. Thì lúc đó Thế Dũng mới định tâm lại, Thế Dũng mới nhớ cái câu niệm Phật của Đức Thầy: Nam mô Tây phương Cực lạc thế giới, tam thập lục vạn ức nhất thập nhất vạn, cửu thiên ngũ bá, đồng danh đồng hiệu, đại từ đại bi, phổ độ chúng sanh A Di Đà Phật. Cứ niệm như thế, hay hoặc là niệm Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, tự động tự nhiên nó xả ra, nó nhẹ 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 nhẹ, nó không còn nặng nề và không còn đè mình nữa. Nó thì Thế Dũng biết cái đó là do đã có cái phần nó theo mình, nó phá mình rồi. Thì sau đó Tiến Dũng mỗi một đêm hiện bây giờ, ngoài hai thời cúng lại ra, hai thời cúng lại của Đức Thầy đã chỉ dạy đó, cúng lại xong xuôi rồi thì Tiến Dũng có thêm một cái bài nguyện nữa. Cái bài nguyện này rất là quan trọng, bà con mình cũng nên nghe, và nếu như mình có hữu duyên thì mình có thể đọc cái bài này và để tự hóa giải cho những cái mà oan gia trái chủ, những cái mà nó đeo bám mình từ trước tới giờ, từ nhiều đời nhiều kiếp, luôn luôn nó phải có. Tại vì á, mình đầu thai được kiếp người này á, thì nó phải có những oan gia trái chủ từ nhiều đời nhiều kiếp. Chẳng như mình sát sanh, mình ăn nhiều cái giống như là thịt cá, thì nó cũng có linh hồn, nó cũng phải có những cái báo oán. Nó thì khi mà mình ăn chay đi nữa, cái người càng tu thì nghiệp nó càng khảo nha, nghiệp nó càng đeo bám. Tại vì khi mà mình đã quy y Phật pháp và mình ăn chay niệm Phật rồi, thì tại sao vẫn còn thấy những điều đó? Dạ, xin thưa, vẫn còn thấy.
và vẫn còn nghiệp, và nghiệp nó còn đến với mình nhiều hơn lúc mình chưa tu nữa. Tại vì sao? Tại vì lúc mình chưa tu á, thì nghiệp nó đến rất là ít, nó đến rất là chậm, nó đến rất là lai rai, là tại vì nó nói cái người này chưa tu thì trước sau thì chết cũng xuống đây gặp tao à, chết thì xuống dưới gặp tao chứ tao đâu có mất mát gì đâu, tao ở đây tao chờ dưới này đó. Thì cái người không tu á, thì nghiệp nó chả chậm lắm, nó chả ít lắm. Nhưng mà cái người tu, đặc biệt là người tu nha, ăn chay niệm Phật cúng lại. Tại sao có nhiều người nói sao mà tôi tu rồi cái nghiệp nó đến hoài, nó đến nó hết cái này khảo tới cái kia khảo, đó là nhiều cái chuyện đến với tôi lúc mà tôi chưa tu thì tôi không thấy là nó khổ nó đau, mà sao tôi tu rồi tôi ăn chay niệm Phật làm lành rồi mà bây giờ nó cứ nhiều cái chuyện là buồn phiền, nhiều cái chuyện là trái ngược với ý mình, nó đến mình hoài. Thì xin thưa là do mình đã quy y Phật pháp rồi, là giống như mình đã có một cái vé để mà chuẩn bị đi xuất ngoại vậy đó, một cái vé chuẩn bị đi xuất ngoại. Thì đương nhiên trước khi mình đi xuất ngoại thì những cái người mà người ta mình đang thiếu nợ ta này, ta phải đến ta đòi, để thôi ông này ông đi qua bên kia rồi ông có trả, ông đâu có trả được, ông đi qua bên chỗ khác rồi, ông đi chỗ khác mà ở rồi, ông đâu còn ở đây nữa, thì những cái chủ nợ nó sẽ đến nó đòi mình trong một cái thời gian là mình đang tu tập, nó phải đòi xiết 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 để cho nó hết nghiệp hết nợ, để thôi ông về bên Tây phương bến rồi sao mà đòi. Nó thành ra cái người tu thì nó sẽ có nhiều cái chướng ngại và nhiều cái mà nghiệp nó đến với mình rất là nhanh và nó rất là nhiều. Đức thầy cũng nói ông nhồi quả cho người hành đạo, ông nhồi quả cho người hành đạo lúc nguy nàn thối chí cùng chăng, nếu bền lòng dị quả cao thăng à, nếu bền lòng dị quả cao thăng, không bền chí bỏ lăng Phật thánh, là chỗ đó. Tại vì người tu là nó nhồi quả nhồi nhồi lắm, thì khi mà từ khi mà nó chuẩn bị một lần đó thì mình mới suy nghĩ lại, chắc có lẽ là mình còn những cái mà quan gia trái chủ họ mới đeo bám mình, họ mới đè mình như vậy chứ bình thường đâu có. Thì khi mà Dũng đã phát tâm mà ăn chay trường cho đến ngày hôm nay thì cũng hơn 1 năm rồi, và đồng thời cúng lại sáng chiều, thì Tiến Dũng có đọc thêm một cái bài cầu nguyện của Đức Thầy, đó là cái bài cầu nguyện cho người chết. Bà con mình xem kỹ trong cái quyển Tôn Chỉ Hành Đạo ha, Đức Thầy có một cái bài cầu nguyện cho người chết. Thì cái bài đó ngoài mình đi đám tang ra, hay hoặc là mình cầu cho cửu quyền thất tổ ông bà mình là những người quá giải người chết, thì mình vẫn có thể cầu cho những cái quan gia trái chủ. Thì khi mà Dũng cúng lại rồi xong xuôi thì Dũng đọc cái bài này, bà con mình chú ý ha, nếu như mà có cần thì Dũng sẽ chụp hình gửi qua cho, để cho mình có thể mình dùng cái bài này mình đọc, mình hồi hướng công đức cho những quan gia trái chủ, thì cái nghiệp của mình nó sẽ tự hóa giải và nó sẽ bớt đi cái nghiệp lực khi mà mình đã tạo nhiều đời nhiều kiếp. Thì cái bài nó như thế này, cái bài cầu nguyện của người chết đứng trước bàn thờ Phật, chắp tay chắp hương đưa lên trán, xá bà xá xong xuôi quỳ xuống chắp tay đưa lên trán, bắt đầu mình đọc: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 3 lần nghe bà con: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Mình niệm mỗi một lần 3 câu: Nam mô Phật Tổ Phật Thầy, nay con thành tâm cầu nguyện cho những vong qua cho những quan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp của con được đồng thoát chốn mê đồ, giảng sanh miền cực lạc. Đó, mình đọc xong rồi mình lại bốn lại xong mình xá giữa Nam Mô Di Đà Phật, xá bên trái Nam Mô Đại Trí Bồ Tát, bên phải Nam Mô Quan Âm Bồ Tát, mà mình đọc như vậy 3 lần. Mình đọc cái bài cầu nguyện cho người chết 3 lần sau cái thời cúng, mình giấy 3 lần như vậy để mình hồi hướng, và đồng thời mình nguyện đưa những cái vong linh này về cái cõi Tây Phương Cực Lạc nhờ cái tha lực của Đức Phật A Di Đà, và trong đó nhờ cái công đức tu tập của mình. Và mình cũng phải biết ăn năn sám hối làm lành lánh dữ nữa nghe, chứ không phải là mình đọc cái bài đó mà mình không có làm lành lánh dữ, hoặc là phóng sanh niệm Phật ăn chay. Ví dụ như bây giờ mình ăn chay trường không được thì ít nhất 1 tháng mình cũng phải ăn 4 ngày,
14, 15 và ngày 29, 30. Chay 4 bữa ấy là quy tắc của kẻ khùng chỉ dắt chúng sanh, là cái người ít nhất là cũng phải ăn 4 ngày và tăng dần lên đến 6 ngày, 8 ngày, 10 ngày thập chay, hay hoặc là lục thập chay cố sức rau dồi thịt thà xương máu tanh hôi cỏ cây rau cải cũng rồi bữa ăn là 16 ngày một tháng. Còn nếu như mà mình đã cảm thấy mà mình ăn được trường chay nữa thì càng tốt. Cái lợi ích của việc ăn trường chay nó rất là quý báu. Cái thứ nhất là đỡ tốn tiền ăn nhậu tiếp xúc bạn bè nhiều tại vì ăn chay rồi, những bạn nhậu, những bạn mà rủ mình cà rê dê nhõng gì đó là biết mình ăn chay rồi là bye bye, thôi đừng có rủ nó đó, giờ nó ăn chay thôi, nó không có nhậu nhẹt, không có ăn uống gì đâu, rủ chỉ mất công đám tiệc cũng hạn chế luôn đó. Rồi thứ hai nữa là nó cũng đỡ tốn tiền hơn ăn mặn, đỡ tốn tiền hơn ăn mặn, nó có lợi ích dữ lắm. Thứ ba nữa là mình ăn những cái thực phẩm mà gọi là thực vật đó thì nó đỡ bệnh hơn là động vật, tại vì bây giờ động vật bây giờ đa số là chăn nuôi, mà chăn nuôi thì phải dùng thích thuốc kích thích tăng trọng tăng trưởng và bảo quản rồi này kia rất là lợi hại, cho nên mình ăn những cái thực phẩm thực vật thì nó có lợi cho sức khỏe mình, nó nhẹ nhàng cái thân thể của mình và đồng thời đầu óc của mình nó cũng minh mẫn hơn, nó cũng là sáng suốt hơn đó. Cho nên là khi mà mình đọc cái bài này á, thì bà con mình cũng phải biết cải hoán ăn năn một chút, làm lành đánh dữ, rồi quan trọng nhất là mình phải quy y Tam Bảo, quan trọng nhất là mình phải biết quy y Tam Bảo, quy y Tam Bảo cúng lại một ngày hai thời, ít nhất cũng một thời, thì mình đọc cái bài này nó mới có cái hiệu lực, mới có cái đạo lực, mới có thể hồi hướng được cái công đức cho những cái quan gia trái chủ. Chứ còn mình cứ ăn mặn rồi mình sát sanh hại vật, mình không có giữ giới rồi mình cầu nguyện nó cũng cũng không có linh, cũng không có linh. Cho nên đó là Tiến Dũng chia sẻ cái bài mà mình có thể tự giải cho những cái quan gia trái chủ là cái bài mà cầu nguyện nãy giờ đó. Thì bà con mình không tin, bà con mình cứ việc làm đi. Sau khi mà mình cúng lại xong xuôi rồi thì mình đọc cái bài đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 3 lần, Nam mô A Di Đà Phật 3 lần, Nam mô Phật Tổ Phật Thầy. Nay con thành tâm cầu nguyện cho những quan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp của con được thoát chốn mê đồ, giảng sanh miền cực lạc. Đó, đó là cái bài mà của Đức Thầy đã hướng dẫn dạy cầu nguyện cho người chết. Thì mình có thể cầu nguyện cho những quan gia trái chủ của mình nó cũng vẫn tốt đẹp, nó cũng vẫn có lợi lạc cho vừa cho người sống vừa cho người đã quá giảng luôn. Đó, khi mà mình hàng ngày rồi mình làm những cái việc thiện, những việc lành thì mình cũng hồi hướng cho công đức luôn. Thí dụ như mình biết mình có những quan gia trái chủ những cái mà đeo bám mình đó, thì mình hôm nay con phóng sanh 50.000 tiền cá, 100.000 tiền cá, con xin nguyện hồi hướng cái công đức này trước là cho cửu quyền thất tổ ông bà, trước là xin cầu nguyện cửu quyền thất tổ ông bà cùng với tất cả những quan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp của con, cùng với tất cả là những linh hồn đã chưa được siêu thoát, được quá giảng về cõi Tây Phương Cực Lạc, mình hồi hướng luôn. Mình tạo tác những cái công đức phước điền gì đó mình đều hồi hướng cho những cái của vị thất tổ ông bà mình, sau đó tiếp tục là những quan gia trái chủ để mà mình có thể hóa giải những cái nghiệp duyên. Chứ không thể nào mà chúng ta mình cứ nghĩ là mình bỏ tiền ra người mình mướn những người thầy mình nói là cao tay ấn là kia, những người biết bùa ngải này kia, trấn áp này kia, thì trấn áp thì lúc đó nó sợ đấy, lúc đó nó sợ gặp ông thầy đó, có thể là ông thầy đó không có được cái một số bùa ngải gì đó thì lúc đó nó sợ. Nhưng mà khi về rồi thì tại sao có nhiều người điện cho Tiến Dũng nói khi mà gặp ông thầy thì nó sợ, mà khi ông về rồi thì nó vẫn vô chú ơi. Không lẽ bây giờ mình mướn ông thầy ở nhà mình hoài, không lẽ mướn ông hoài đó. Cho nên là bà con mình cũng phải tự mình có thể tháo gỡ và để mà hồi hướng cái công đức tạo tác phước lành để mà tự mình cứu bản thân mình. Nhưng mà quan trọng nhất là mình phải lo tu tập,
mình phải lo tu tập, mình phải lo sám hối bản thân của mình ha. Mình phải lo tự sám hối bản thân của mình, là mình nguyện trước quy y Tam Bảo là Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 3 lần, Nam mô Di Đà Phật 3 lần, Nam mô Phật Tổ Phật Thầy, nay con thành tâm cầu nguyện cho những quan gia trái chủ như đời kiếp được thoát chúng mười đồ giảng sanh miền cực lạc. Đó là cái bài mà chúng ta có thể hồi hướng cái công đức và cầu cầu siêu cho những cái quan gia trái chủ, rồi tạo tác thêm phước điền cho bà con ha. Còn bà con mình muốn biết qua cái bài mà Đức Thầy hướng dẫn quy y đó thì sẵn đây Tuấn Dũng cũng đọc luôn để cho bà con mình có một cái hữu duyên mà để mà mình quy y với Tam Bảo Phật Pháp. Đó, thì cái bài mà quy y đó thì mình nguyện Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 3 lần, Nam mô Thập Phương Phật, Nam mô Thập Phương Pháp, Nam mô Thập Phương Tăng, Nam mô Phật Tổ Phật Thầy, Quan Thượng Đẳng Đại Thần, Chư Quan Cụ Thần, Chư Vị Sơn Thần, Chư Vị Năm Non Bảy Núi Cảm Ứng Chứng Minh, nay con nguyện cải hối ăn năn làm lành lãnh giữ quy y theo các ngài tu hiền theo Phật đạo. Đó, cái bài quy y Tam Bảo rất là tuyệt vời bà con. Mình có thể tự ở nhà mình tự quy y và mình tự tu, tự tiến, tự cứu lấy bản thân mình. Đó, thì qua đây Dũng có chia sẻ để cho bà con mình có thể cảm nhận được đâu là người bệnh tâm linh, đâu là người bệnh tâm thần, để chúng ta đi cho đúng đường đúng hướng. Và mình phải tìm cho đúng những cái vị thầy mà người ta không trục lợi, không đòi tiền, đòi giá, thì đó mới là những người chân chánh. Còn mà muốn muốn là gặp thầy đó mà phải tốn 5 3 triệu, 5 7 triệu thì bà con mình phải nên xem lại ha, xem lại. Tại những cái người mà người ta chân chánh, người ta không có nói về vấn đề tiền bạc gì hết, mà mình giúp bệnh cho người ta và xong rồi thì người ta muốn đền ăn bao nhiêu đó là tùy tâm, hay hoặc là bông hoa trái cây gì đó, bông hoa trái cây cúng tổ thì mình phải mua rồi. Còn vấn đề mà đền ơn đáp nghĩa là phải tùy tâm mới là đúng, chứ còn mà mình đòi tiền này tiền nọ này kia là bà con mình cũng nên xem lại để vấn đề đó. Rồi thì nãy giờ cũng đã gần 1 tiếng đồng hồ đây, thì Tiến Dũng chia sẻ hôm nay là để cho chúng ta rút tỉa từ những cái kinh nghiệm để mình nhận định xem coi những cái người thân của mình có thật sự là bị tâm linh hay là tâm thần, thì mình phải đi bệnh viện, đi thuốc thang khẩn giấy Phật trời ha, nguyện sửa lòng ác Phật giúp đời xuống phước rộng từ bi hỷ xả. Đó, thầy nói rủi ốm đau bởi tại căn tiền, hoặc hiện kiếp làm điều bạo ác, rồi phải ăn năn phước điền tạo tác, lo thuốc thang khẩn giấy Phật trời, nguyện sửa lòng ắt Phật giúp đời xuống phước rộng từ bi hỷ xả. Nó mình ốm đau bệnh hoạn là cũng do cái căn quả tiền kiếp của mình, nó đeo bám mình, nghiệp lực nó đeo bám mình, thì mình phải tự hóa giải. Luôn cả cha mẹ cũng không thể nào ra gánh chịu được cho con hết, mà phải tự con hóa giải bản thân con, biết lo tu tập, biết lo tạo tác phước điền, biết lo phóng sanh ăn chay niệm Phật, bố thí giúp đời và làm những điều thiện nghĩa, tránh xa hết tất cả những điều độc ác, thì mình mới có thể là giải hóa giải được những cái nghiệp mà chúng ta gọi là ma dông quỷ ám. Đó, bà con mà chú ý nha. Rồi thôi để trước khi kết thúc cái buổi livestream này thì Tiến Dũng cũng xin tặng cho quý cô chú chị một bài thi văn của Đức Thầy đã viết ngày 25 tháng 4 năm Nhâm Ngũ năm 1942. Một cái bài này rất là hay các bà con ha, với tựa đề là Cho Ông Cò Tào Hảo. Cái bài này thì có một vị này là ngày xưa là cũng là tu theo thầy, đệ tử của thầy, nhưng mà sau đó vị này xin thầy để mà xuống tóc xuất gia, thì Đức Thầy mới tặng cho ông Cò Tào Hảo này một cái bài thi này để mà khuyến khích ông trên bước đường hành đạo cho nó đúng nghĩa của một người tu. Thì sau đây xin mời quý vị chúng ta hãy cùng nghe qua nhé. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, cung kính Phật, cung kính Pháp,
cung kính tăng tam quy ngũ giới lòng hằng dình theo, chúc ông thoảng nhã dựng lèo qua bờ giác ngàn sớm treo gương màu, nơi cõi tạm sông sầu bể khổ làng ngựa xe cam dỗ tao nhân gây ra lắm nở phong trần luân hồi sáo nẻo khôn lằn bước ra rải tỉnh ngộ ái hà quyết dứt đèn đạo tâm sáng rực soi đường cầu tu cho đạt ngũ hương quơ gồm trí huệ ma dương hải hùng làm cho chúng phục tùng chân lý trong xác thân giám thị lục căn đừng cho chúng tính lăng quăng ngoài thì chấp thủ mà ngăn lục trần phá ngũ quân rứt lằn tham ái cõi sân si cũng phải tạo trừ đem về giác tánh chân như kiếm thân thị hiện dứt trừ tử sanh đem tâm hồi hướng gốc lành làm tôi Phật tổ chí thành chí chân dầu mắt phải mưa đơn gió kép cũng chuyên trì mà dẹp gai trong ngày nào đắc được lục thông vớt hồn cha mẹ tổ tông bảy đời về cực lạc thảnh thơi an dưỡng ấy là ngày ban thưởng công tu chúc cho đó dẹt mây mù vững vàng bắt thôi công phu vuông tròn đến ngày biển càng non mòn tứ ăn đã trả chẳng còn tội căn nay ông quy tự làm tăng trước sau tuy khác thiện căn vẫn đồng lắng tai nghe được tinh hồng tờ qua ít chữ gọi lòng chia vui Nam mô A Di Đà Phật. À, chúng ta vừa nghe qua một cái bài thi văn giáo lý rất là tuyệt vời cho ông Cò Tào Hảo. À, bài này Đức Thầy phải nói là viết tặng cho một ông tín đồ đã xuất gia, thì thầy có dặn rất là kỹ để mà chỉ cái giáo pháp để mà cho ông này ông tu, là phá ngũ uẩn rứt lằn tham ái cội sân si cũng phải tảo trừ, đem về giác tánh chân như kim thân tự hiện thị hiện dứt trừ tử sanh. Còn một điều nữa là Đức Thầy nói
Nay ông nhập tự làm tăng, trước sau tuy khác thiện căn vẫn đồng. Thì bà con mình thấy, thí dụ như cái người xuất gia hay hoặc là tại gia thì cái thiện căn nó vẫn đồng nhau hết, là cái ý nói là cái người tu tại gia vẫn đắc đạo như người xuất gia, và người xuất gia nếu tu tu mà sai, tu mà không giữ gìn giới luật, không mà tu đúng chí chánh pháp, không có là diệt trừ được tham sân si, thì cũng vẫn là phàm tăng và cũng vẫn là một người phải trong dòng sanh tử luân hồi. Cho nên Đức Thầy nói nay ông nhập tự làm tăng, trước sau tuy khác, là nó chỉ khác cái hình tướng thôi, khác cái hình tướng, cái hình thức thôi, nhưng mà cái thiện căn, cái thiện tâm và cái chủ nhân ông của chúng ta nó vẫn đồng nhau. Nó cho nên là bà con mình thấy là mình không nhất thiết phải cạo đầu xuất gia vô chùa, hay hoặc là đi những nơi thanh vắng mà chúng ta để mà tu. Chúng ta vẫn có thể ở nhà, nếu như mình đã có vợ có con rồi thì khuyên anh chị mình có vợ có chồng đừng nên có một cái suy nghĩ là phải bỏ vợ bỏ chồng bỏ con bỏ cái để mà về núi non, hay hoặc là tìm một cái nơi nào đó thanh vắng để mà mình tu nhé. Mình phải tu tại nhà của mình để mà mình đền trả được cái tứ ăn, để mà mình cùng với chung tay với vợ chồng lo cho con cái ăn học, rồi vừa lo làm vừa lo tu, rồi vừa có thể dư tiền ra để bố thí giúp đời, để là giúp cho kinh tế gia đình được tăng trưởng và là đất nước nó được là hưng thịnh hơn, là cũng nhờ vào là chúng ta hiểu được cái giáo lý sâu xa Phật pháp của Đức Thầy đã chỉ dạy mình nên tu tại gia. Tu tại gia điều ra thứ nhì, chúng ta chẳng nên lười biếng phải cần kiệm và sốt sắng lo làm ăn và lo tu hiền chân chất, chớ nên gây gổ lẫn nhau, hãy tha thứ tội lỗi cho nhau trong khi nóng giận đó. Chúng ta thấy cái điều răn cấm thứ hai rất là tuyệt vời ha. Đó, mình tu tại gia mình vẫn tu được, vẫn cúng lại, vẫn có tam bảo, vẫn có quyền đó, rồi mình làm ăn thì làm ăn chánh nghiệp, đừng có lường căng tráo đấu hoặc là lường gạt, hay hoặc là để mà làm những cái điều là sai quấy, thì đó là chúng ta đã tu rồi. Vì rồi qua đây thì Tiến Dũng cũng xin kính chúc cho tất cả quý cô chú anh chị trong cái buổi livestream buổi sáng ngày hôm nay, nãy giờ cũng 67 phút rồi bữa nay cũng hơi nhiều chuyện nha, bữa nay cũng hơi nhiều chuyện, nói cũng hơi nhiều. Thành ra thì chắc có lẽ là đến đây thì cũng xin tạm chia tay với quý vị. Và nếu quý vị thấy hay có ý nghĩa thì hãy nhớ bấm đăng ký kênh. Đây là cái kênh kênh phụ của Tiến Dũng với Cầu Nhân Ái, kênh Tiến Dũng Tâm Linh, chia sẻ những điều hay, những điều tốt đẹp để gửi đến quý bà con mình, để cho bà con mình tránh những trường hợp tiền mất tật mang. Mà khi gia đình của chúng ta có những người thân mắc những cái căn bệnh về ảnh hưởng về tâm lý tâm thần, mà chúng ta cứ chạy theo thầy bà này kia tốn tiền tốn bạc mà lại không có kết quả cao, thì qua đây thì chúc mọi người luôn luôn được sức khỏe bình an và gặp nhiều may mắn. Và hãy nhớ bấm đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.